Hello, xin chào tất cả anh chị em. Thì cái dàn máy của em dạo này nó hay bị rò điện, bị thiếu mát, giật hơi bị tê 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 tay. Đó, hôm nay sẵn em làm cái dây tiếp đất, cái dây tiếp mát, dẫn điện mát xuống xuống đất á. Rồi bắt đầu cái em làm clip, đặng hướng dẫn anh chị em nào mà không biết thì làm chung với em luôn. Thì giảm, nghe nói là làm cái này thì nó giảm ù xè cái tiếng tép của mình á. Tép của mình ví dụ điện mà nó bị thiếu mát là nó cũng bị xì. Xì lúc mà bật lên nó xì 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 xì. Giờ em làm cái đó là có hai công dụng. Một là mình giảm cái độ giật khi mình đụng vô cái mixer hay là main gì kia đó. Như chỗ mà sắt á, chỗ mà dẫn điện á, nó giật tê tai mình. Thứ hai á, là giảm ù xì. Thì đầu tiên là mình cần có một cái cây ti đó em, cây ti này dài chắc cũng khá hơn gang tí đó, và một sợi dây điện đơn đó. Rồi bây giờ em câu một đầu của cái sợi dây điện này, em sẽ câu vào cái men mà cái chỗ con ốc của men á, ốc của men mà mình cạo cái lớp sơn ra, cạo lớp sơn chỗ đó ra, xong mình bắt cái đầu này vô cái con ốc của men. Còn đầu còn lại mình bắt cho cây ti. Rồi mình đi, ví dụ như mình đi tới nhà ai mình hát á, đầu mình lấy cái đầu của cây ti nè, mình cắm xuống đất, cắm chỗ nào mà có đất, ví dụ như cái chậu kiểng cũng được, chậu chậu mấy cái chậu hoa chậu kiểng mình cắm xuống đất cũng được, hoặc là mình cắm chỗ nào có đất là mình cắm, đặng như là nó giảm ù xì và nó hạn chế, nó không bị giật giật cái tay của mình khi mà mình đụng vào các thiết bị men hoặc là mixer. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành bắt cái này vào men, cái đầu một đầu vào vào men. Rồi. Do là tất cả các thiết bị điện từ mixer, lọc, echo ride hay là các thiết bị BA60 men, nó liên thông với nhau. Nó sẽ liên kết với nhau bằng các sợi dây tín hiệu nè. Cho nên là anh chị em chỉ cần câu mà vào một cái điểm của bất kỳ trên men hoặc là trên các thiết bị khác, rồi tiếp xuống đất thì cái điện mát mình sẽ dẫn xuống đất. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành tháo cái một cái con ốc của cái men full em. Rồi, tháo sơ sơ thôi đó, tháo một con ốc của men full. Rồi mình dẫn một đầu dây điện ra, một đầu dây điện này em sẽ dẫn một đầu này, cắt vỏ của dây điện công việc này thì nó rất là đơn giản nhưng mà nó có hiệu quả là chống giật cho mình không có bị giật tê tai khi mà rào vào các thiết bị. Nhiều khi mà nó điện nó mát nó nhiều quá là nó giật mình hết hồn luôn á. Xé ra ốc này hơi ngắn mà, tiến hành quấn vào con ốc này. Quấn ôm vô con ốc. Ok. Xong rồi lấy con ốc này, dặn người trở lại. Cho nó đè công dây điện xuống. Đây, từ từ cộng đi. Ngắn quá. Ok, dính rồi. Rồi cái đầu còn lại này bắt vô cái ti. Đó, đầu. Ti này mới bẻ ra được không? Không quá. Khó không?
thuốc vỏ là anh em. Này là mình đang bảo vệ chính chính mình, đỡ bị hết hồn và tránh bị oxy lo. Rồi vài khúc nữa. À, anh em nào mà bị khi mà bật thiết bị điện lên mà nó giật mà mình hết hồn giật mình á, mà lấy con vít thử điện mà để vô mà nó đỏ 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 thì mình sử dụng cách này. Đi tới chỗ thì mình kéo cái đầu ti này nè ra, mình cắm xuống đất. Anh em thấy đơn giản không? Đơn giản mà hiệu quả. Rồi, lấy một keo quấn lại chỗ này xong. Đó, như vậy đó. Đầu này thì gắn cái ti, đầu này thì gắn vô cái men. Rồi đi tới chỗ thì cắm cái đầu này xuống đất. Chỗ nào có đất thì cắm xuống, cắm sâu xuống. Ok. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi mà cả 2 năm rồi mới làm. Lúc trước là em bị giật rồi, em bị hơi hơi sơ sơ giật 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 nhẹ nhẹ à, mà giờ em câu nhiều thiết bị vô quá thì nó bị thiếu điện mát nhiều, nó giật hơi hơi bị mạnh mà sợ điện nữa, bản tính là sợ điện. Hồi xưa còn nhỏ là bị điện nó giật hết hồn, giật nó dùng giật mạnh lắm vì sợ điện. Bây giờ cái này nó bị thiếu mát nhiều rồi, cho nên là em sẽ sử dụng cái cách này. Chịu khó đi tới chỗ nhà người ta thì cắm cái ti xuống đất là hạn chế bị giật và hạn chế oxy lo. À, chúc tất cả anh em làm theo em thành công nha. Chào tạm biệt, bye bye. Chúc tất cả có show.